bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Fingroup, đại diện duy nhất tại Việt Nam, lọt danh sách 750 doanh nghiệp gia đình hàng đầu thế giới. Fingroup đã tụt 28 bậc xuống vị trí thứ 410 trong bảng xếp hạng 750 doanh nghiệp gia đình hàng đầu thế giới năm nay, nhưng vẫn là đại diện Việt Nam duy nhất trong danh sách. Theo báo cáo mới nhất từ Family Capital, một công ty sản xuất trực tuyến có trụ sở tại Vương quốc Anh dành cho lĩnh vực doanh nghiệp gia đình toàn cầu, tập đoàn này đạt doanh thu 5,6 tỷ USD vào năm 2019 và sử dụng 51.100 nhân viên. Được điều hành bởi tỷ phú đầu tiên của đất nước, Phạm Nhật Vượng, tập đoàn này đã báo cáo mức vốn hóa thị trường là 15,5 tỷ USD tính đến tháng 3 năm nay. Fingroup là tập đoàn có hoạt động kinh doanh bất động sản lớn nhất cả nước và sở hữu các lĩnh vực bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, ô tô, điện thoại thông minh và điện tử. Theo Family Capital, châu Á-Thái Bình Dương đang nhanh chóng trở thành trung tâm của tăng trưởng doanh nghiệp gia đình trong nền kinh tế thế giới. Trong xếp hạng hàng năm của Family Capital về 750 doanh nghiệp hàng đầu, số lượng doanh nghiệp gia đình từ khu vực đã tăng 15 so với xếp hạng của năm ngoái, trong khi các doanh nghiệp từ châu Âu giảm 17. Là năm thứ 3 báo cáo được phát hành, Family Capital 750 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp gia đình đối với khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới. Tổng cộng, 750 công ty có doanh thu 10,3 nghìn tỷ USD vào năm 2019, tăng từ 9,1 nghìn tỷ USD vào năm 2018. Các doanh nghiệp gia đình đã tuyển dụng 33,6 triệu người so với 30,5 triệu vào năm 2018. Tất nhiên, cuộc khảo sát năm nay chưa nắm bắt được ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với kết quả của các công ty này. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng các doanh nghiệp này chỉ bước vào năm 2020 với bảng cân đối kế toán vững chắc, cho thấy họ có thể ở vị trí tốt hơn để vượt qua đại dịch COVID hơn nhiều so với các đối tác kinh doanh phi gia đình. Peter English, lãnh đạo doanh nghiệp gia đình toàn cầu của PwC cho biết, doanh nghiệp gia đình tiếp tục là động lực để tăng trưởng và tạo việc làm. Đây là một tin tốt vì các doanh nghiệp gia đình đại diện cho sự ổn định, đổi mới và cam kết lâu dài mà chúng tôi cần cho sự phục hồi sau COVID và giải quyết những thách thức trong tương lai của các phương thức kinh doanh bền vững hơn. Peter Vogel, giáo sư về kinh doanh gia đình và khởi nghiệp tại trường kinh doanh Thụy Sĩ IMD cho biết, bảng xếp hạng cung cấp một cái nhìn tổng quan ấn tượng về tác động kinh tế và xã hội của các doanh nghiệp gia đình trên toàn cầu. Một số xu hướng trong năm nay khá rõ rệt, chẳng hạn như sự gia tăng của các công ty niêm yết từ châu Á, giảm các công ty châu Âu, đặc biệt là từ Đức. Mặc dù châu Á-Thái Bình Dương đã trở nên quan trọng trong thế giới của các doanh nghiệp gia đình, các doanh nghiệp gia đình ở châu Âu vẫn chiếm thị trường lớn trong 750, bao gồm 298. Châu Á-Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, mỗi quốc gia có 188 công ty trong bảng xếp hạng. Từ góc độ quốc gia, Hoa Kỳ vẫn là trung tâm thống trị cho các doanh nghiệp gia đình lớn nhất thế giới, bao gồm 166, trong đó Đức là trung tâm lớn nhất tiếp theo với 96. Tuy nhiên, Đức có ít hơn 12 công ty trong bảng xếp hạng năm nay so với 750 của năm ngoái. Để đủ điều kiện có mặt trong danh sách Family Capital 750, các doanh nghiệp gia đình cần có doanh thu hàng năm là 2,6 tỷ USD năm 2021 so với 2,2 tỷ USD năm ngoái. Các gia đình hoặc nhóm gia đình sẽ phải kiểm soát ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết trong một công ty tư nhân và ít nhất 30% quyền biểu quyết trong một công ty niêm yết công khai. Từ cafeland.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.